Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tử Vi Tháng. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, khi mà xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 7 âm lịch ấy, thì chúng ta thấy rằng trong thời gian này thì những người tuổi Tân Hợi cũng gặp phải khá nhiều cái khó khăn, cái vất vả đó. Từ cái chuyện tình cảm đến công việc thì cũng khó được hanh thông may mắn. Bên cạnh đó thì cái chuyện hùn hạp vốn làm ăn, quý vị cũng cần phải cân nhắc một cách kỹ càng để tránh, đề phòng xảy ra những cái bất tắc. Thêm nữa, trong cái thời gian này nó cũng có những cái hung tinh nó chiếu mệnh, nó dự báo là sẽ khá nhiều cái chuyện thị phi tai ách và cuộc sống cũng khá là lao đao lận đận. Có những người không thừa nhận cái thành công của quý vị trong thời gian này, thậm chí còn thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ về quý vị. Họ cho rằng quý vị có được như hiện tại thì cũng chỉ là gì cái ăn may mà thôi. Nhưng mà thực ra những người tuổi Kỷ Hợi từ đầu năm đến giờ đã rất cố gắng, đã rất nỗ lực. Vậy nên là cái thành công đạt được cũng sẽ có những cái sức đột phá nhất định. Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi trong thời gian này thì cũng sẽ được gì gia tăng nhờ được cục diện là gì thân kim sinh cho hợi thủy. Được cục diện ngũ hành tương sinh, đâm ra là cái sức khỏe của quý vị sẽ được đảm bảo, không xảy ra những cái rắc rối. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Hợi cũng hãy luôn nhé, luôn nhớ là bảo vệ sức khỏe của mình, không được chủ quan. Quý vị nên luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn và là gì tích cực tham gia vào những hoạt động để gì để thư giãn gân cốt, cũng như là gì để có một cái môi trường sinh hoạt nó được tốt lành, để giúp cho quý vị giải tỏa những cái căng thẳng, giải tỏa những cái stress trong cuộc sống, trong công việc nó gây ra. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đâm ra là trong thời gian này thì một vài những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ đạt được những thành tích tốt trong công việc của mình. Đầu tiên chúng ta cùng xét nhé, chúng ta có cục diện là gì? Hợi, hợi thủy mà gặp thân kim, kim thủy là tương sinh. Như vậy trong thời gian này thì nói chung ấy, nó cũng sẽ có được cái sức khỏe tốt và các mối quan hệ cũng trở nên hài hòa hơn. Tuy nhiên ấy, chúng ta lại có thân và hợi lại là lục hại, đúng không ạ? Thì cái cục diện lục hại này nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Tân Hợi gặp khá nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn buôn bán, và trong công việc cũng có khá nhiều cái thách thức. Cái chuyện kiếm tiền nó cũng khó khăn hơn trước, lại có điểm báo về thị phi và tiểu nhân nó đấu đá, đâm ra là mưu sự lớn nhỏ gì cũng sẽ gặp những cái rắc rối nhất định. Vì vậy, để tăng cường thêm cái may mắn cho mình và hóa giải những hung tinh, để chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Tân Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta biết là Tân mà gặp Nhâm, Tân Kim gặp Nhâm Thủy thì nó là gì? Nó là vận thương quan. Nó là thương quan. Đấy thì gặp cái thương quan lâm vận trong thời gian này, đâm ra là những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ chịu nhiều cái ảnh hưởng nhất định. Những người tuổi Tân Hợi phải chề chật đương đầu với những cái sóng gió, những cái khó khăn. Do đó, quý vị cần phải hình thành nên cái sự thận trọng để tránh gặp phải những cái tai ương. Bên cạnh đó, trong cái tháng 7 âm lịch thì công việc nó gặp nhiều cái trở lực, khó khăn thì nó chồng chất khó khăn, cái họa quan trường nó luôn rình rập, thì đây không còn là cái thời điểm lý tưởng để cho quý vị thảnh thơi nữa. Cái khối lượng công việc trong thời gian này nó cũng sẽ tăng mạnh, kèm theo đó là những cái áp lực, nó khiến cho những người tuổi Tân Hợi không lúc nào được nghỉ ngơi, và quý vị cũng sẽ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bên cạnh đó, cái hiệu quả công việc nó lại không cao nữa, cái kết quả công việc nó cũng chưa được như mong muốn. Thêm nữa, cái vận tiểu nhân thì nó cũng khá là vượng, cái điềm báo cạnh tranh nó xảy ra, và cũng gì do cái áp lực công việc nó quá lớn, mà các mối quan hệ xã giao thì nó cũng dễ gặp những cái rối ren, đồng nghiệp thì quay lưng, trở nên bất mãn, khiến cho những cái người tuổi Tân Hợi trong thời gian này lúc nào cũng rối như tơ vò. Đặc biệt thì quý vị có thể là gì cần phải để tâm đến cái trọng trách trong công việc của mình, liên quan đến giấy tờ, liên quan đến hợp đồng hay là gì những cái thủ tục pháp lý, đề phòng cái họa thị phi, cái họa quan trường hay là bị kiện cáo quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta biết là trong cái tháng Nhâm Thân này, cái địa chi thân này nó ẩn tàng cái thiên can là Canh, Nhâm và Mậu. Thì chúng ta có Tân mà gặp Canh thì nó là kiếp tài, đúng không ạ?
Tân mà gặp Nhâm thì nó là Thương Quan, và Tân mà gặp Mậu thì nó là Chính Ấn. Như vậy là gì? Trong cái thời gian này chúng ta có Tân mà gặp Canh thì nó là Kiếp Tài, lại thêm cái Kiếp Tài là Lâm Vận nữa. Đâm ra trong thời gian này thì cái công việc của những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn, khá nhiều cái bế tắc. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người kinh doanh buôn bán sẽ có một tháng nhiều cái thăng trầm, mà gì? Cái vận khí nó thường là đi xuống. Cái thương trường như chiến trường, cạnh tranh thì đầy rẫy, khó khăn thì chồng trùng. Quý vị hãy mạnh dạn làm những cái điều mà mình mong muốn. Kết quả cuối cùng không quan trọng, quan trọng là cái quá trình quý vị phấn đấu và tìm ra được cái sự tích lũy trong công việc cũng như là trong cuộc sống, cái kinh nghiệm của quý mình. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên nhớ kỹ cái điều đó. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái vận khí nó cũng khá là ảm đạm, lợi nhuận thì cũng không cao, mà chi tiêu thì quý vị cũng sẽ có phần là vung tay quá chán, đâm ra là cái tiền bạc nó cũng khá là eo hẹp. Và nói chung ấy, những người tuổi Tân Hợi trong thời gian này cũng cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh xảy ra những chuyện bế tắc quý vị nhé. Thêm nữa, quý vị có Tân mà gặp Nhâm thì nó là gì? Nó là Thương Quan, lại gặp được cái Thương Quan Lâm Vận nữa, đâm ra là nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình nó đi xuống. Quý vị dễ gặp phải kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ mà sinh ra cái lòng hãm hại, khiến cho công việc nó bị bế tắc, thậm chí là gì? Bị cho nghỉ việc hoặc là bị thôi việc giữa chừng, khiến cho những người tuổi Tân Hợi ấy, cảm thấy là gì? Luôn bị cái tình trạng là bất an, lo lắng về cái tâm lý. Tuy nhiên trong tháng thì vẫn còn cái vận may, chúng ta có Tân mà gặp Mậu thì nó là Chính Ấn đấy. Thì cái Chính Ấn nó cũng mang lại cho quý vị cái sự uy quyền, cái uy tín, cũng như là gì, nó củng cố cái địa vị, củng cố cái quyền lợi, củng cố cái vị trí của những người tuổi Tân Hợi. Nói chung trong thời gian này ấy, thì bản mệnh ít nhiều vẫn có được cái sự tương trợ từ cái cát thần Thiên Ấn, nhưng mà cái sự hỗ trợ này nó vẫn còn khá yếu so với cái hung vận mà trong tháng nó mang lại. Nên là những người tuổi Tân Hợi vẫn cần phải tự thân vận động là chính, tự làm tự lo, đừng có ỷ lại vào người khác. Đấy, trong thời gian này, chỉ cần quý vị tập trung tinh thần cao độ, hành động một cách tích cực, hướng đến cái điều tốt đẹp và hạ quyết tâm cao ấy, thì cuối cùng quý vị cũng sẽ đạt được những cái thành tựu như ý. Tuy vất vả nhưng mà có tiền thì vẫn là hơn là gì? Hơn là không, đúng không ạ? Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình và hóa giải những cái hung tinh do cái thương quan, cái kiếp tài nó mang lại, thì những người tuổi Tân Hợi 1971 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy thì trong cái tháng 7 âm lịch là một cái tháng cũng không phải là cái tháng may mắn đối với những người tuổi Tân Hợi. Khó khăn nó chồng chất khó khăn. Vậy là chúng ta cùng xét xem là với nam mệnh, nữ mệnh thì cái vận trình ra sao? Đấy, ai sẽ là người may mắn hơn quý vị nhé? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng. Thì với nam mạng trong cái năm 2024 thì quý vị biết đấy, đây là cũng là một cái năm được đánh giá là may mắn. Những người tuổi Tân Hợi nam mạng thì gặp được cái sao là cái sao Mộc Đức nó chiếu mệnh. Đó, Mộc Đức nó là một cái sao tốt, đúng không ạ? Đây là một cái cát tinh, nó mang lại cái may mắn, cái sự an vui. Đấy. Và cái sao này chiếu mệnh tốt nhất vào cái tháng 10 và cái tháng 12 âm lịch. Trong thời gian này quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để làm những việc lớn, việc đại sự. Nói chung ấy, tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải đề phòng những cái bệnh tật nó phát sinh, sức khỏe cũng dễ bị suy yếu. Tuy nhiên thì trong năm quý vị lại gặp cái hạn năm là cái hạn huỳnh tuyền. Các cụ nói là huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong. Nói chung ấy, cái huỳnh tuyền này nó cũng sẽ khiến cho sức khỏe của quý vị nó bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Đấy, quý vị sẽ gặp phải cái tình trạng là đau đầu, chóng mặt hay là gì, xây sở mặt mày mà không rõ nguyên nhân. Thậm chí là gì, còn có thể đe dọa đến cái vận mệnh của quý vị nữa. Nói chung ấy, về mặt sự nghiệp thì khi gặp cái hạn huỳnh tuyền, nó thường gặp những cái nguy hiểm, gặp những cái thất bại trong các hoạt động kinh doanh buôn bán hoặc là trong công việc. Bên cạnh đó, những người tuổi Tân Hợi trong thời gian này cũng không nên dính líu đến các vấn đề về pháp luật, đặc biệt đứng làm chứng hay là bảo lãnh cho người khác, vì cái điều này rất dễ xảy ra những cái hệ lụy nguy hiểm cho bản mệnh. Trong thời gian này quý vị cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé, tránh để bệnh tật nó phát sinh. Vì vậy, để tăng cường cái sao Mộc Đức cũng như là để hóa giải những hung tinh, thì những người tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Cái Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật đấy. Nó được làm bằng bạc, nó có tính chất là kỵ tà hóa sát. Và trên sáu cạnh của nó có lục tự đại minh chú, bên giữa nó có một cái viên cầu pha lê, trong nó có chữ cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền.
Khi chúng ta sử dụng ánh đèn chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng là chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Thì đây là một cái vật phẩm phong thủy giúp chúng ta khai sáng trí tuệ, giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Đó, vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về nữ mạng đúng không ạ? Thì với nữ mạng tuổi Tân Hợi chúng ta gặp một cái sao, đó là cái sao Mộc Đức, cái sao Thủy Diệu. Cái sao Thủy Diệu nó cũng là một cái sao tốt đúng không ạ? Nói chung ấy, cái sao này nó cũng mang lại cái tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thì thuận lợi, trong nhà thì có nhiều cái chuyện vui mừng. Tuy nhiên cái sao này nó kỵ nhất vào cái tháng 4 và cái tháng 8 âm lịch. Nếu mà gặp hai tháng này thì nó chủ về cái chuyện khẩu thiệt thị phi, bị tai ương đấy, bị điều tiếng nói xấu cho lưng. Những người mà gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì quý vị cũng cần phải cẩn thận trên con đường sông nước nhé, hạn chế đi du lịch vùng biển, vùng sông suối vì dễ gặp cái chuyện bất chắc. Bên cạnh đó, trong năm ấy thì quý vị lại gặp cái hạn nữ mệnh, thì gặp cái hạn là gọi là cái hạn toán tận đúng không ạ? Các cụ nói là gì, toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn toán tận là một cái vận hạn nó chủ về cái chuyện tiền bạc hao tài và dễ bị ngộ độc. Nói chung ấy, đặc biệt cái hạn này nó kỵ với lại những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Khi mà gặp cái hạn này thì quý vị sẽ thường xảy ra những cái tai ương, sức khỏe thì bị suy giảm. Và những cái tai ương nó xảy ra cũng rất khó có thể đề phòng. Thì đây là một cái hạn gây ra cái thiệt hại nặng nề về tiền bạc và về sức khỏe cho những người tuổi Tân Hợi. Vì vậy, để hóa giải những hung tinh, để tăng cường cái cát khí của cái sao Thủy Diệu và hóa giải những hung tinh đi, thì những người tuổi Tân Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc đúng không ạ? Phía trước nó là có hình chữ vạn của nhà Phật, phía sau là chữ phúc, phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Thì đá ruby là một loại đá quý trong phong thủy ấy, nó mang một cái trường năng lượng dương cao, nó sẽ xua đuổi cái âm khí, cái tà khí và cái oán khí và giúp cho quý vị mang lại được cái sự may mắn giàu sang. Đó, vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nữ mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó trong cái tháng 7 âm lịch ý, thì những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cả nam mạng cả nữ mạng thì đều gặp cái hung tinh là Quan Phủ. Đó, thì gặp cái Quan Phủ nó chiếu mệnh, vậy nên trong thời gian này nó cũng sẽ gây ra những cái rắc rối, những cái phiền phức khiến cho bản mệnh phải phiền lòng với bận tâm. Nói chung những người tuổi Tân Hợi có thể vô tình mà đắc tội với kẻ tiểu nhân, cái Quan Phủ nó nhập mệnh, cái cạm bẫy của kẻ xấu cũng được răng ra khắp nơi. Quý vị muốn tránh thì cũng rất là khó, công việc vốn đã dồn nhiều cái tâm sức, sắp đến ngày thu hoạch rồi thì lại mắc phải cái vấn đề tiểu nhân là tung xin tin đồn xấu xa khiến cho quý vị gặp nhiều cái chuyện thị phi, làm giảm cái uy tín cũng như là gì, ảnh hưởng trực tiếp đến cái lòng tin của những người khác. Trong thời gian này thì quý vị cứ thà mất lòng trước được lòng sau, nên đặt cái lợi ích của bản thân lên trên trước hết để tránh phải chịu cái tổn thất oan ức quý vị nhé. Thì ngoài ra những người tuổi Tân Hợi cũng phải cần phải cẩn thận trong chuyện giấy tờ để tránh những cái tranh chấp có thể phát sinh trong thời gian này, thậm chí còn vướng về cái họa kiện tụng thị phi nữa. Bên cạnh đó thì quý vị lại gặp cái hung tinh là cái Phi Liêm nữa. Thì cái Phi Liêm nó cũng là một cái sao xấu. Nói chung ấy, những người tuổi Tân Hợi sẽ phải đối mặt với khá nhiều cái áp lực cũng như là gì, những cái chuyện thị phi không đầu không cuối, khiến cho công việc nó khó hoàn thành đúng như cái dự kiến. Cái sự ganh ghét đố kỵ cũng sẽ có thể xảy ra trong thời gian này. Kẻ tiểu nhân có thể tung ra những cái lời đồn đoán làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người tuổi Tân Hợi. Thì ngoài ra quý vị cũng cần phải thận trọng trong cái chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo mà lại gặp những cái hung họa nó xảy ra khiến cho công việc bị bế tắc và các mối quan hệ nó trở nên là gì, khó coi hơn. Bên cạnh đó thì trong khi làm việc, những người tuổi Tân Hợi cũng nên giữ một cái thái độ thận trọng, thấy lợi thì cũng đừng có mở quá ham đâm đầu vào. Khi hợp tác kinh doanh làm ăn ấy, thì quý vị cũng cần phải mở to mắt mà nhìn người, chọn đối phương là tin cậy chứ đừng có gì chọn bừa mà lại dễ xảy ra những cái điều bất chắc. Thêm nữa, trong tháng thì quý vị may mắn là được còn một cái lưu niên, đó là lưu niên trường sinh nó hỗ trợ. Đấy, thì nói chung ấy, tất cả những cái khó khăn, những cái trở lực trước đó thì cũng sẽ dần dần được giải quyết khi mà được lưu niên trường sinh nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó ủng hộ.
Và càng về cuối tháng thì cái vận khí của những người tuổi Tân Hợi lại có dấu hiệu được đi lên và bớt đi cái phần nào cái sự ảm đạm. Cái trạng thái tinh thần của những người tuổi Tân Hợi lúc này thì cũng có nhiều cái khởi sắc hơn hẳn. Quý vị sẽ cảm thấy hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Bên cạnh đó thì cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy những người tuổi Tân Hợi sẽ gặp được nhiều cái điều may mắn, nó đến từ những cái cơ hội bất ngờ. Cái điều này đòi hỏi quý vị phải nhanh tay nắm bắt lấy cái vận trình, đừng có để mọi thứ trôi qua một cách đáng tiếc, đúng không ạ? Nhìn chung ấy, thì mọi cái nỗ lực, mọi cái cố gắng của những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Và quý vị cũng sẽ bình tĩnh chinh phục được những cái nấc thang quan trọng trong cuộc đời. Nếu mà muốn thực hiện cái việc gì đó quan trọng trong thời gian này thì quý vị cũng nên là gì? Xem ngày lành tháng tốt, xem ngày hoàng đạo để mà tiến hành nhé. Hoặc là gì? Để thời gian sau nó cũng sẽ được hanh thông và may mắn hơn. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái tháng 7 âm lịch, tháng Cô Hồn thì nói chung ấy, cái vận trình của những người tuổi Tân Hợi cũng sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn, khá nhiều cái bất lợi. Công việc thì nó cũng gặp bế tắc, các mối quan hệ thì nó cũng bị xáo trộn rất là nhiều. Và cái họa thị phi, cái họa tai ách nó xảy ra liên tiếp, khiến cho những người tuổi Tân Hợi nói chung là ngóc đầu lên cũng khó. Vì vậy mà quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có được cái may mắn tài lộc đến với mình. Khó khăn thì quý vị cũng đừng ngại, đừng có dại gì mà bỏ cuộc nhé. Vì cái thành quả quý vị đang làm ấy thì là đó là cái kết quả mà quý vị xứng đáng nhận được đó. Vậy nên là gì, trong thời gian này cái sự tập trung, cái sự cố gắng là cái chìa khóa để cho những người tuổi Tân Hợi có những cái bứt phá, tiến đến cái thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình tử vi chi tiết của những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong cái tháng 7 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.